Seiko 5 quân đội 42mm bản di là dòng sản phẩm được săn đón nhất nhì thị trường đồng hồ trong thời gian gần đây, không chỉ có vẻ ngoài ấn tượng mà dòng sản phẩm còn được đánh giá cao ở hiệu năng vượt trội, dẫn đầu phân khúc giá. Với màu đen trang nhã nhưng không kém phần sang trọng và mạnh mẽ. Chiếc đồng hồ xứng đáng là một người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường của mọi chàng trai. Vậy mua đồng hồ hồ Seiko 5 quân đội 42mm bản di hàng Nhật mới 100% ship từ Nhật về ở đâu, phân biệt bản di với K, theo quy tắc của hãng Seiko, di và K là mã xuất xứ đồng hồ, đặt ở kế cuối của số hiệu sản phẩm. Trong đó, di thể hiện chiếc đồng hồ được sản xuất lắp ráp cuối cùng tại Nhật Bản, Made in Japan, K thể hiện chiếc đồng hồ được sản xuất lắp ráp cuối cùng ở nước thứ ba, Made in Malaysia, Hong Kong, Singapore. Nếu gặp một mẫu mà bạn không biết số hiệu nên không rõ nó là gì hay K, ta có thể căn cứ theo ba kinh nghiệm sau, chỉ tương đối chính xác. Mặt số ở 6 giờ có chữ Made in Japan, Japan, bản di Mặt số ở 6 giờ không có gì hoặc có các mã máy, bản K. Máy thấy chữ Malaysia, chắc chắn là bản K. Dấu lớn dấu lớn review đài cassette Sansui SCAB2 nghe radio, cassette, thẻ nhớ và Bluetooth hàng nội địa Nhật. Mã SPB00SYATWVC, đồng hồ Seiko 5 quân đội 42mm bản G, thông tin sản phẩm, tên thương hiệu, Seiko, số mô hình, SNZC 15 jc dây, vải dù, kính, khoáng chất hardless, loại màn hình, analog, clap, khóa lưỡi, chất liệu vỏ máy, thép không dỉ, đường kính, 42mm, độ dày, 12mm, bộ chuyển động tự động lên dây cót của Japan 23 Duo cỡ 7S36, lịch, day date các tính năng đặc biệt, chỉ số phát sáng, trọng lượng 83 g sự chuyển động, đồng hồ tự động, độ sâu chống nước 100 m đặc điểm đồng hồ Seiko 5 quân đội 42 mm bản di, với kích thước mặt lớn hơn, Seiko 5 quân đội 42 mm mang đến khả năng hiển thị tốt hơn, vẻ đẹp mạnh mẽ, cá tính nhờ đó càng được thể hiện rõ nét đồng thời hút mọi ánh nhìn về phía cổ tay các chàng. Hơn thế, với sự đa dạng trong màu sắc, Seiko 5 42mm cũng dễ dàng chiều lòng mọi đối tượng khách hàng. Ngoài tôn đen huyền bí cho những chàng trai trưởng thành yêu sự lịch lãm sang trọng thì những thiết kế màu xanh quân đội, xanh dương hay vàng rơm sẽ trở thành phụ kiện lý tưởng nếu bạn là tín đồ của phong cách thể thao đường phố. Đánh giá về đồng hồ Seiko 5 quân đội 42mm bản di Chất liệu kính cứng hardlex cao cấp độc quyền của thương hiệu Seiko được sử dụng ở phần mặt kính và nắp lưng. Với thiết kế này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm chiếc đồng hồ của mình luôn được sáng bóng và bền bỉ. Ngoài ra, mặt kính còn được phủ một lớp bảo vệ trong suốt ở phía ngoài. Giúp bạn có thể thoải mái ngắm nhìn những chuyển động tinh tế của bộ máy bên trong. Lớp vỏ ngoài của chiếc đồng hồ được làm từ chất liệu thép không dỉ mạ titan. Với lớp vỏ cứng cáp, model SNZC 07 giây một giúp bảo vệ bộ máy bên trong tránh khỏi những va đập mạnh. Hoặc nếu vô tình làm phần vỏ bị chảy xước, thì phần vỏ này cũng không quá lộ như những thiết kế thông thường khác, chiếc đồng hồ với mặt số sở hữu nhiều chi tiết nhưng không làm bạn bị rối mắt. Mặt số với hai vạch số nhưng lại có hai hình dạng khác nhau. Phía ngoài là những cọc số hình chữ nhật được phủ một lớp dạ quang bên ngoài, nói đến khả năng chống nước là nói đến một trong những trang bị ấn tượng nhất của Seiko 5 mặt 42mm. Với chỉ số kháng nước lên tới 10 ATM, Seiko 542mm cho phép bạn có thể tự tin mang theo trong mọi hoàn cảnh từ sinh hoạt cá nhân cho đến đi mưa. Bơi lội, vị trí 12 giờ được thiết kế hình tam giác ngược cực kỳ sáng tạo. Phía bên trong là hai vòng cọc số trong cùng tâm đồng hồ với những dãy số la tinh. Vòng bên ngoài biểu thị 12 giờ còn vòng bên trong là 24 giờ, bộ kim chỉ giờ bút chỉ với kích thước vừa phải cùng tông với mặt đồng hồ mặc dù không nổi bật nhưng chúng được phủ một lớp dạ quang bên ngoài. Kim đồng hồ sẽ phát sáng cực ấn tượng. Vị trí 3 giờ không thể quen thuộc hơn đó chính là lịch thứ và ngày được hiển thị song song. Núm chỉnh giờ cũng nằm ở vị trí 3 giờ. Đây là thiết kế cực mới lạ vì nếu bạn thực sự hiểu dòng đồng hồ xây cô năm, thì từ trước đến nay các thiết kế núm rút của nó đều đặt ở vị trí 4 giờ, vậy mua đồng hồ Seiko 5 quân đội 42mm bản di ở đâu hàng nhật mới 100%. Shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ order đồng hồ Seiko 5 quân đội 42mm bản di chất lượng chuẩn nhật giá tốt chính hãng uy tín 100%. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất. Hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Shop Nhật Việt nhận được sự tin tưởng của hàng ngàn đối tác thông qua việc nhận đặt hàng và mua hộ thành công tất cả các mặt hàng đến từ Nhật tiết kiệm nhanh chóng và an toàn. Toàn bộ sản phẩm được shop Nhật Việt mang về từ Nhật có biêu chính hãng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm đặt mua. Chúng tôi phân phối xỉ và lẻ trên toàn quốc, đảm bảo chất lượng tốt, với giá ưu đãi, có hệ thống giao hàng tận nơi, thanh toán trực tiếp và được kiểm tra trước khi nhận. Chi tiết liên hệ 0983-1315.28 để tham khảo giá và đặt hàng nhanh nhất.